Chuyển sang câu hỏi thứ 4, có Phật tử hỏi rằng: con kính bạch thầy, con mong thầy bố thí pháp cho con. Nhà bố mẹ chồng con có xây nghĩa trang gia đình để cho cốt sau này cho bố mẹ chồng con đến, các con các cháu sau này. Giờ đang xây dựng tầm mùng 10 tháng 12 năm 2017 dương lịch là xong. Con có thỉnh tượng Địa Tạng đặt giữa Long Đình và ghi như sau bên trên: Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bên phải nhìn vào có ghi: chúng sinh độ tận phương chúng Bồ Đề. Phương chứng Bồ Đề nhé, chứ không phải phương chúng đâu. Phương chứng, chứ chứng, chứ không phải là chúng đâu. Phương chứng Bồ Đề mới đúng. Ở đây Phật tử đánh là phương chúng Bồ Đề. Nếu mà sai thì đánh cái thành chữ U, thành chữ Ư đi, cho nó đúng với cái nguyên văn của cái lời đại nguyện của Bồ Tát này. Bên trái nhìn vào ghi là địa ngục vị không thề bất thành Phật. Chữ thệ chứ không phải chữ thề nhé. Nếu mà viết thành viết chữ Hán như này phải viết đúng. Viết đây là có đây là Phật tử này viết phiên âm chữ Hán thì phải viết đúng. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là gì? Chúng sinh độ hết mới gì? Mới chứng Bồ Đề, tức là thành Phật đó. Chứ Bồ Đề này tức là thành Phật. Địa ngục vị không thệ bất thành Phật. Chữ thệ chứ không phải là chữ thề. Nếu đưa để chữ thề vào đây thì không đúng rồi. Chữ thề là lại dịch sang nghĩa của tiếng Việt Nam chúng ta thôi, mà nó khác đấy. Chữ thề là gì? Là lời thề. Chữ thệ là thệ nguyện. Là thệ nguyện. Nó rất là nghĩa, nó bao quát và nó rộng lớn hơn rất là nhiều chữ thề. Nghĩa là địa ngục vị không, tức là địa ngục gì? Chứ vị không có nghĩa là chưa hết. Chứ vị có nghĩa là chưa, chưa hết, chưa sạch hay chưa trống không đó. Thệ bất thành Phật. Chứ thệ tức là thệ nguyện, là nguyện không gì? Bất thành Phật tức là không thành Phật. Hay là đó. Để viết cho nó đúng, không có người ta đọc người ta cười cho. Con Phật tử này hỏi tiếp: con muốn biết là làm như vậy ở nghĩa trang gia đình có được không? Và phần mộ còn chưa có cho cốt, mới chỉ là công tác chuẩn bị trước, vậy có đặt tượng ở đó luôn không? Nhưng nghĩa trang thì liền kề với nghĩa trang của dân vùng đó luôn ạ. Nhà bố mẹ con có thờ Phật, tụng kinh hàng ngày, nhưng chỉ thờ ảnh Phật và Bồ Tát chứ chưa thờ tượng ạ. Con kính mong thầy giải đáp cho chúng con. Con ghi ân công đức thầy. Tri ân, con tri ân công đức thầy. Chữ chi là phải viết chữ TR, viết CH này là không đúng. Cái này chắc là gì? Chính tả là hay giống thầy lắm, nhưng mà cái chữ tri ân, chữ chi này thầy không bao giờ nhầm. Chữ tri ân, tri ân đọc hơi uốn lưỡi, tri ân tức là gì? Là biết ơn. Thế qua câu hỏi của Phật tử này thì chúng tôi xin trả lời rằng thì được, tuy là cái ở trong nghĩa trang thì chúng ta biết là Bồ Tát thì Địa Tạng ở bên Nhật Bản họ hay thờ tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng ở ngoài nghĩa trang. Họ rất thích thờ tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng ngoài nghĩa trang. Vì sao? Vì trong kinh Địa Tạng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta trên cung trời Đao Lợi giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng và phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này đều thọ ký giao cho Bồ Tát Địa Tạng trông nom quản lý, rất dìu giúp đỡ cho họ gì, họ biết dần dần biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu tập để sớm thoát khỏi ba đường ác đạo, thậm chí là thoát khỏi gì? Lục đạo luân hồi, sớm thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, tức là mau sớm tu hành thành Phật đó. Cho nên á thì cái việc mà ở ngoài nghĩa trang này, gia đình Phật tử có làm cái nghĩa trang cho cả cái chi họ của mình, nhưng mà ở cái Long Đình, cái Long Đình tức là cái nơi thờ chung cho tất cả
thần linh thổ địa bản xứ quản trang ở đó, đó. Và cũng như là lịch đại gia tiên nhà mình ấy, mình cứ nói nôm na như cái nhà thờ họ đi, ở người sống của chúng ta đi, nhà thờ họ là chỉ dành thờ họ, thờ chung cho tất cả gì các anh linh vong linh hương linh của trong chi họ nhà mình, dòng họ nhà mình. Thế còn cái nhà chúng ta gì thì có bát hương thờ gì, thờ ông bà hoặc thờ bố mẹ chúng ta nếu đã mất, gia tiên tiền tổ của chúng ta ở nhà thờ riêng. Thì ở đây cái long đình ở đây là ở trong một cái nghĩa trang nhỏ của gia đình như vậy, thì những cái trường hợp mà dòng họ có điều kiện họ thờ một cái, làm một cái long đình to hơn, to nhất, to hơn tất cả các ngôi mộ ở trong cái khuôn viên bố trí đó, to hơn, cao hơn, mà ở thường là ở chính giữa, ở chính giữa, ở cái nơi đắc địa nhất, gọi là thờ chung. Mình nói nôm na đấy là cái long đình thờ tất cả những gia tiên của cái chi họ đó ở trong đó, thần linh thổ địa. Thậm chí ở đây là gì, có những trường hợp thờ cả tranh ảnh và tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng cũng được, không sao. Chư Phật Bồ Tát tận độ chúng sinh, đặc biệt là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài còn vào địa ngục để độ chúng sinh cơ mà, chứ đây đừng nói là gì ở ngoài nghĩa địa, cho nên cũng không sao cả. Nếu có cái nếu mà thờ thì thỉnh thoảng ở đây thỉnh thoảng cũng phải nên gì, nên ra để trông nom, để bao sái, để quét dọn. Không, nếu mà được mùng một ngày rằm đi ra để trông nom bao sái quét dọn thì tốt nhất. Không có để cái ảnh hoặc là để cái tượng Bồ Tát Địa Tạng lên đấy mà cả năm chỉ có mỗi ngày giỗ hoặc là ngày Tết, năm ra được một lần hai lần nó bỏ cho bụi bám đầy gì, đầy trên tranh, đầy trên tôn tượng hoặc tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng, để cho cái chén nước khô cạn kiệm đầy bụi bẩn như vậy, thì tốt nhất đừng có mang tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng ra ngoài nghĩa trang làm gì. Mang ra như vậy phải tội đấy, tội thêm, vì có thờ mà gì mà không kính, thờ mà không kính thì sẽ bị gì, sẽ bị tội thêm, sẽ bị Thiên Long Bát Bộ các ngài thì quở trách. Bồ Tát Địa Tạng thì các ngài hoan hỷ, ngài không có chấp đâu, Phật Bồ Tát thì không có chấp chúng sinh, nhưng mà Thiên Long Bát Bộ các ngài gì, các vị thần hộ pháp, các vị quỷ thần ở trong kinh Địa Tạng, các vị đi qua các vị thấy là ô cái nhà này nó đem tôn tượng, đem tranh ảnh tôn tượng của Phật của Bồ Tát ra, nó vứt chỏng chơ như thế này đây, nó chẳng hương hoa nước nôi gì, thanh tịnh gì để cúng dường cả, nó bỏ cho bụi bám đầy thân, đầy mình, đầy mặt, đầy mũi Bồ Tát như thế này, vậy mà nó thờ gì đó. Cho nên á, quỷ thần mà không hoan hỷ, Thiên Long Bát Bộ không hoan hỷ á, thì có khi chúng ta thì lại gặp chuyện không hay. Cho nên ở đây thì chúng tôi giảng ở đây là giảng về cái bài giảng này, chúng tôi đưa về cái chỗ gì, chỗ gần nhất, gần gũi nhất với cuộc sống chúng ta, chứ không phải là giảng ở trên trời đao lợi, cũng không, chúng chẳng phải là giảng ở gì cho các hàng Bồ Tát thánh tăng ở đây, mà giảng cho những người dân bình thường. Cho nên các Phật tử hoặc tăng ni nào nghe thấy chúng tôi trả lời câu hỏi đoạn này thì đừng có nghĩ là chúng tôi là mê tín dị đoan, đừng có vội chụp cho chúng tôi là mê tín dị đoan, đừng có nghĩ là chúng tôi tu tập rồi mà còn chấp tướng thế này thế khác, còn dọa Phật tử thế này khác. Đây không phải dọa đâu, không phải chấp tướng đâu. Mà ở trong cái trường hợp thực tế của câu hỏi thực tế, gia đình Phật tử này đang hỏi và đang làm như vậy, cho nên chúng tôi phải trả lời đúng y như vậy. Có nghĩa là nếu gia đình Phật tử này mà cảm thấy ít nhất mùng một ngày rằm mình ra bao sái, thắp hương dâng hoa, dâng nước được ở ngoài nghĩa trang, ở cái long đình có thờ tượng Bồ Tát Địa Tạng này, thờ ảnh hoặc tượng Bồ Tát Địa Tạng này, mới nên đặt tượng của ngài ở đây. Còn một năm thì được có một hai lần ngày giỗ ngày Tết mới đến được thì tốt nhất, chỉ để một cái bát hương không, không nên có tranh ảnh hoặc tôn tượng của Phật Bồ Tát ở ngoài cái nghĩa trang này làm gì cả. Đó, đây chúng tôi cũng hướng dẫn như vậy để cho gia đình Phật tử này nhất tâm thì mình có thể thờ ở nhà, lễ bái tụng kinh niệm Phật ở nhà mình để mình hồi hướng.
Chúng ta biết là không không mấy khi ở ngoài nghĩa trang cứ nửa tháng ai đi ra nghĩa trang thắp hương đâu, không có đâu, ít lắm, gần như không có. Chắc chỉ có mỗi tháp Báo Ân ở chùa Khai Nguyên ngày nào cũng được thắp hương và ngày nào cũng được cúng thanh bông hoa quả. Thế bây giờ thì chưa xong tháp, xong tháp thì chắc chắn ngày nào trong Phật được thắp hương thì ngoài tháp Báo Ân cũng được thắp hương, vì tháp Báo Ân là thờ di cốt, hài cốt của những vị Phật tương lai ấy. Vì toàn là Phật tử mà, toàn những người quy Tam Bảo rồi, mà toàn là những Phật tử tu tập. Cho nên đấy là ít nhất cũng đã được Tam Quy, đã được quy Tam Bảo. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, ở trong giải thích Tam Quy Ngũ Giới, Đức Phật nói dù ở đời sau này có thiện nam tín nữ nào khởi được một niệm gì tín kính nhất tâm quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng á, thì Đức Phật nói là người đó đời vị lai cũng sẽ được gì, sẽ được thành Phật. Cho nên nếu mà chết rồi mà đem ra thờ phụng ở ngoài nghĩa trang thì tôi nghĩ rằng chẳng có mấy ai mà cứ nửa tháng lại đến thắp hương, hoặc là mấy ngày lại đến thắp hương ở ngoài nghĩa trang một lần, hoặc là ngày nào đến thắp hương ở ngoài nghĩa trang một lần cả cuộc đời này cả. Cho nên có thì chỉ được một thời gian ngắn, xong lại đâu vào đấy nó lại bỏ mốc meo hết. Cho nên trường hợp này theo thầy thì thầy nghĩ là nếu mà không làm được ngày nào hoặc ít nhất là một tháng hai lần ra thay nước thay hoa thắp hương bao sái tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng ở ngoài Long Đình ấy, thì Phật tử khuyên gia đình này bảo thầy Thịnh, thầy khuyên là thôi chỉ cần thờ nhất tâm để kính ngài thôi, và thờ ở gì ở nhà mình ấy, thờ tranh ảnh tôn tượng ở tại gia đình nhà mình để mà tụng kinh niệm Phật lễ bái cúng dường tranh ảnh tôn tượng hàng ngày thôi. Còn ở ngoài nghĩa trang chỗ Long Đình đó chỉ bốc một cái bát hương thờ tổng, đó là thần linh với lịch đại gia tiên chúng ta ở đó thôi. Thì là như vậy thì một năm chúng ta có thể ra một hai lần ngày giỗ ngày Tết thì cũng được, cũng không sao. Đó, cho nên ở đây chúng tôi trả lời dài một chút và hướng dẫn thêm cho Phật tử này nói về cái việc thờ, muốn thờ tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng ở ngoài nghĩa trang gia đình dòng họ chi họ. Đó, thì chúng tôi khuyên là như vậy.